bạn, người ta ngủ để cho bạn đi show, bạn giật tiền hết của người ta. Lại chữ lộn. Đó, không hợp với nhau đâu. Yeah, yeah, em. Đi về. Khỏi đuổi mày. Đi về. Tao đang cuốn đồ đi về nè. Ok. Rồi. Rồi, rồi. Bye. Bye. Jennifer, đang làm gì vậy? Dọn đồ. Sao? Phơ ơi. Phơ. Sao? Ai nói gì? Mà con chưa đẻ mà đi đâu? Sao mà mới qua mà về? Tại vì công việc với lại nói chung là mình có làm gì được. Áp lực lắm. Thôi để, bạn ở lại đi. Không. Thôi mà. Tự nhiên cái không. Rồi ai nói xấu đúng không? Người nói ra nói vô rồi người. Rồi nói chung là cuộc sống mà không như ý muốn của mình đâu. Sống đi rồi sẽ hiểu. Sống đi rồi sẽ hiểu à. Để tôi về trước nha. Trời ơi. Ngu xì. Trời. Nó khổ quá. Mặc đồ ngu xì. Rồi sao? Thì thôi thì đó. Đi thì nào về? Jessica ấy đi rồi mai tôi về. Thôi mà. Sáng mai tôi ra sân bay cho thôi. Bạn coi. Mấy nay tôi chơi bạn, tôi có đâm thọt bạn, tôi xin lỗi bạn. Ủa giờ khai vậy hả? Thiệt, mấy nay tôi có đâm trọt. Lỡ muộn rồi. Thôi tôi xin lỗi bạn mà. Thôi để ngày mai tôi ra sân bay cho bạn ơi. Trời ơi, đã mua vé máy bay chưa? Vậy mấy bài có sẵn rồi mới dám xếp đồ. Trời ơi. Không mà cái móc của con ta thì lấy đâu. Cái móc của con chủ nhà trọ. Không ăn cắp rồi. Tôi không có ăn cắp. Bạn suối tôi ăn cắp. Cái gì từ cái tiền tiếp mà vô xa bớt bạn chỉ tôi lấy đi. Cái gì bạn cũng đổi thừa tôi hết trơn á. Đó mọi người coi cái phòng của hai đứa nè. Đóng cửa phòng lại đi. Đó, hai chị em ở trong đây rồi chia đồ đạt. Bạn ngồi chết. Đó, phòng trò đến sớm với xưa cà hà. Trời ơi. Ngủ chưa? Quê người. Thôi đi về phòng. Gì? Cái gì? Cái gì? Thôi để tôi xem đồ đừng có cản tôi nữa. Đồ muốn gì cũng 10.000 bạc vậy. Trời ơi. Đồ nè định kinh doanh nè mà không sống nổi. Không sống nổi. Là bán đồ hả? Định kinh doanh nè. Định bán đó. Nhưng mà tại vì ức chế cuộc đời này quá. Trời ơi. Chưa? Bao nhiêu tiền đi làm neo đổ vô đây để mua kinh doanh. Mà bây giờ bị bạn bè chơi xấu. Bạn bè chơi xấu phải bay về Việt Nam liền thôi. Đúng rồi, không đâu vào quê hương của mình. Quê hương là chùm khe cồn cho con chèo hải mỗi ngày. Quê hương là hết thuộc rồi. Thôi để tôi về bạn ơi. Thôi bạn đừng Jessica về. Ơi bạn cứ sống ở đây đi. Bạn bình tĩnh nghe tôi nói nè. Bình tĩnh cái gì nữa Jennifer? Sao? Bạn không nhớ lý do gì hai đứa mình qua đây sao? Lý do làm sao? Vì cuộc sống, vì gia đình. Mà mới qua đây vì những áp lực nho nhỏ. Mà bạn nỡ lòng nào bạn bỏ một nhỏ bạn bên này. Thì áp lực của tôi là hiện tại bây giờ tôi không sống nổi ở đây nữa. Còn bạn cảm giác như bạn sống được thì bạn cứ sống đi. Rồi từ từ bạn cũng phải theo tôi đi về Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi đã làm gì bạn? Hai đứa phòng trọ bây giờ nếu bạn đi thì bạn phải trả tiền cho tôi. Thấy chưa? Thấy chưa? Sơ sơ nhá tôi là biết là bạn người xấu hay tốt rồi. Không, thì cái này là cái chuyện rõ ràng. Bây giờ hai đứa ban đầu qua đây ở chung thì xe phòng. Thì bây giờ nếu bạn về thì bạn bị bể hợp đồng bạn đặng ấy cho tôi. Dù gì nè, tôi với bạn cũng gặp nhau tại Việt Nam nha. Đòi thì cũng về Việt Nam lấy. Tôi ở đây tới 4 năm lận, làm sao tôi đòi bạn được, bạn lật lọng. Bạn trốn à. Bạn trốn. Bạn đi cái gì? Bạn đi xuất khẩu lao động mà bạn trốn ở lại à. Trời. Tôi kêu bullet bắt bạn. Ê, quá đáng nha. Tôi chơi xấu bạn lại. Trời ơi, ban đầu thấy mấy đứa mà mặt tròn tròn là không muốn chơi chung rồi. Mặt tròn tròn phúc hậu nghe. Mặt tròn hương mới là đạn hậu. Bạn đừng chơi tôi. Giờ phút này tôi với bạn không còn gì để nói nữa. Thôi mà, tôi xin lỗi mà. Bây giờ làm sao để bạn ở lại với tôi? Tôi
chưa có ý định đó. Lối đi đó tôi chưa hề định đoạt được. Lối đi đó tôi chưa hề biết, bởi vì tôi là một cô gái giang hồ. Thôi bạn đừng nói nữa, một lát tôi nói bậy. Đâm ra tôi là người có lỗi với bạn hay sao? Đúng không? Thôi bạn ơi, tôi bây giờ cũng không có chỗ mà ngồi nằm gì được. Nói ăn ở cái gì mà chật chội như vậy? Trời ơi, khổ quá. Lộn suốt ngày. Đất khách khổ quá, mà phòng chật mà bị hôi nách nữa. Bạn cứ nói tôi hôi nách, đó cái điểm xấu đó, bạn chơi tôi nha. Ê, bạn bây giờ mình có thể nào mở một cái shop ở đây được hay không? Tôi thấy ok đó, bây giờ thôi bạn ở lại. Tôi và bạn gọi là có cái miệng cũng như cái gian buôn bán. Mình mở cái shop, cái kệ nhỏ nhỏ kìa bạn Jennifer. Thật sự online bán online, bây giờ bán quần, bán áo, bán những cái loại thuốc bên Mỹ này. Bên em về. Đúng, tôi sẽ phụ bạn. Nha. Vậy thì tôi nghe câu này tôi cũng mát ruột đó. Đúng. Tôi có thể tôi đổi vé lại máy bay. Đổi vé lại máy bay. Đổi vé lại máy bay. Tôi nói sai nha. Đổi vé máy bay. Đổi vé máy bay. Rồi tôi ở lại đây để mà tôi bán online để mà sinh sống nha. Đúng rồi, vậy bây giờ chúng ta hãy gọi là dọn cái kệ này. Hợp tác ha. Đúng rồi, đây có cái kệ sẵn luôn nè. Đó, trời ơi, lấy xuống bây giờ mình sẽ để thuốc đồ lên ha Jennifer. Bây giờ đồ đâu? Có thuốc ngay nè. Bạn nhặt chưa? Bây giờ quần áo này mình sẽ máng lên đây luôn. Và chúng ta sẽ gọi là cái phòng trọ nhỏ nhỏ này. Bạn thấy như sao? Đúng rồi. Đó, có cháu ăn cháu, có cơm ăn cơm. Đúng, tôi với bạn sẽ yêu thương. Yêu thương nhau lại từ đầu đi. Đúng, nha. Không có cãi lộn cãi lão. Đừng ghét gì với nhau. Đúng, đó. Tại bạn đâm chân mày, bạn nhọn như hai cây kim. Tại bạn đâm trước, tại bạn đâm xấu. Bạn cứ nói tôi xấu không mà, rồi bạn nhìn lại bạn đi. Bạn đừng có như vậy, bạn như vậy tôi xếp đồ đi về. Nó thôi mà. Mỹ về Việt Nam chứ có phải là quận 1 rồi ra cơ mình đâu. Ra Bình Chánh đâu mà đồ về hoài. Thì đó, thì bây giờ tôi nghe cái điều mà bán buôn đồ tôi cũng thấy. Bây giờ sản phẩm bạn để đâu, bây giờ quyết định là tôi sẽ thiết kế được cái kệ cho bạn. Đó, nha. Yeah. Đó tôi sẽ có một cái kệ trưng sản phẩm ở đây. Ok chưa? Không, bây giờ cái chỗ này thì mình quyết định là mình trưng sản phẩm rồi, nhưng mà bây giờ tạm thời hôm nay đi. Mình sẽ kiếm một cái chỗ nào rộng rộng mình đưa. Không. Mình phải like trong căn phòng trọ của mình. Ngay trong đây luôn. Đúng, hả? Tại vì ta thấy thương ta mới mua. Vậy hả? Chứ cái mặt bạn nó ác lắm, bạn like một cái chỗ nào bạn nó đẹp. Nhớ hồi sáng tôi với bạn đi ngủ không? Trời ơi. Cái kẹo ngủ đó tốt ghê không bạn? Trời ơi, quá trời bạn. Kẹo ngủ đó tốt lắm, cho nên là tôi muốn tôi với bạn hôm nay hợp tác để mà like cái kẹo ngủ. Tôi là tôi không bán nữa, tôi suy nghĩ lại rồi. Sao vậy? Tôi không có thích hợp với ngành hàng này. Hả? Tôi sẽ đem kẹo ngủ đó về, tôi sẽ phát cho đồng nghiệp của tôi đứa một củ. Vậy hả? Để cho nó ngủ. Một mình tôi đi show thôi. Sao bà ngát quá? Đó bà, cuối cùng rồi, cuối cùng bà vẫn thấy cái thay tánh xấu của bạn đấy. Đúng, chưa? Tôi sẽ cho con Khả Như. Nếu như người để tặng, mà bạn tặng kẹo ngủ để người ta ngủ để cho bạn đi show. Bạn giật tiền hết của người ta. Lại chữ lộn. Đó, không hợp với nhau đâu. Về lên. Đi về. Khỏi đuổi mày. Đi về. Tao đang cuốn đồ đi về nè. Ok. Trời ơi. Bye. Hả? Ok, here, go, go. Oh my god. Oh. Go. Ok. Ok. Oh my god, red quá hả? Red. Red. Yellow. Today, today. Champagne. Champagne, rượu đỏ pha. ngủ ngon nói sao? Sleep very good. Nhớ gia đình không? Yeah. Nói chuyện đi bà nội. Yeah, cái gì? Tonight, you happy tonight? Happy, yeah. Good. Good. Yeah. Oh my god, very red. Red, red. You sleep okay? Sleep. You sleep? You ngủ okay không? No sleep. No sleep, but me too. Go. Noisy. Go. Noisy. Phone bullet. No. Fan. Ben. No bullet, no fan. No. Ben. Bị Noisy quá.
gì? Ăn gì tức quá. Bực bội á, ăn gì? Ăn gì quá. Dạ. Oh my god. Oh my god, mày có công ăn việc làm chưa? Sáng nay thì chị em tôi cũng đã đi tới vài chỗ để xin. Mọi người cũng thấy cái tấm hình mà chị em tôi ngồi thất vọng đó. Trời ơi, kêu Ali chụp tấm hình, hai chị em sang chảnh chụp ra tấm hình. Trời ơi, limousine hay... đó. Limousine mày ra hai đứa như là hai con tội phạm vậy. Trời ơi, limousine đón hai chị em tôi để đi xin phỏng vấn, đi làm việc đó. Mà nó chụp tấm hình giống như là hai đứa là tội phạm vậy đó. Giờ bây giờ nó kêu tít tít là cái gì? Cái đó là cái gì, nó hết pin đó nè Giang. Không phải, cái tít tít này gọi là ở trong nhà nó sẽ có báo. Thí dụ như nhà cháy hay là ở bên nước ngoài là vậy đó. Ghê vậy. Nhà cháy hay là gì đó. Nó kêu tít tít để giữ cái phong độ của nó. Hot 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 home hot. Home hot hot. Oh my god. Help me, chú mi nga, chú mi nga. Chú mi nga là gì vậy? Cứu tôi, cứu tôi. Má tiếng Anh thì ngộ quá. Chú mi nga lần đầu tiên mới nghe đó. Chú mi à. Không, help me. You help me, you help me. À, chưa, no, no, chú mi nga. No, no, chú mi nga là cái nước nào vậy? Cứu tôi là chú mi à. No, you help me, you help me. Ôi, hai đứa tôi đi tới Mỹ rồi đi xin việc làm. Mà chưa có việc gì hết. Chưa được, tại vì hình ảnh không có tạo lên sự nghiệp. Đúng, từ tôi giờ cá sốc bị mắc cục quá, nói chuyện không được thiệt. Bình tĩnh đi. You ok. You ok. Dạ. Yeah. You ơi, qua tờ không? Water. You water, you me what, help me, what, you water. Go water. Nha. Okay, go water. Okay. Oxygen. Okay. Water. Phải nước tẩy trang nha mày nội. Water. Dạ. Nước cục quá water. Oh my god. Oh my god. You lie American. July American. Nhớ nói sao? Remember Việt Nam. Yeah. Việt Nam. I thinking me too. Giờ giống tôi. Yeah, me. Quê hương thinking là suy nghĩ đó, thinking là suy nghĩ á. Quê hương là chim khế ngọt. Cho con chèo tắm. Cho con chèo tắm mỗi ngày. Cành khế sao mà tắm? Mày nói mày đó. Cho con chèo hát mỗi ngày. Quê hương là đường đi học. Jessica nha, no mày. No. Ok, Jennifer. No mày, no mày. No. Good ha. Good ha. Nước cục. Nước cục tiếng Anh kia. Water. Okay, 1 minute. No water toilet. No water toilet. Okay, now. Thank you. Oxygen. Yeah, me oxygen for you. Jessica, one time là một thời lần gian. Lần đầu you are in American. Okay. You very happy. Okay, tôi phải vui. You happy? Tôi vui. No, you talk me. You talk me happy. Là tôi vui. No. You happy? Tôi happy. Yeah, very happy. Đi, you talk đi. Happy American. One time. Happy. Yeah. Maybe thinking. Thinking là tôi nghĩ đó. Thinking. Two time là lần tới nữa đó. American. Two time. Yeah. Tôi. I am. I am. See home. See home. Family.
Dạ. Doctor. Doctor là chơi bác sĩ chi vậy chứ? Tự nhiên cái doctor bác sĩ. Con dẫn con qua lại gì? Dẫn con qua. Dẫn con là family, family children. Children. Children why? Why? Why and children come in American. Ok. Con gái là gì? Daughter. No. My son là con trai, là con gái, là gì vậy? Girlfriend. Girlfriend là bạn gái mà. Ừ. Đi qua đây dẫn bạn gái tao làm gì? Mẹ đi ăn. Children đi, my son này, nói chung children đi, con children, đi. Children. Children, xây nhà nó sao? Xây nhà in American hả? American. Bay hao. Together, family. You are now. Work now, and ocean. Pay how? Okay, vậy mà goodbye đi. Trời ơi, goodbye vô duyên vậy. Anh à, you hit nè. You hit không? Yeah, together nha. Okay. Go. Sleep to yesterday, okay. Yesterday. Sleep, okay. Okay. Yes. Ngon nói sao? Yummy. Yummy, cái gì vậy? Yummy. Yummy. Ngủ ngon là yummy. No, ăn ngon là yummy, còn ngủ ngon là very good. Phải không má? Phải. Trời ơi, Jennifer ơi. Hả? Ở chung nhà mà sao không có trách nhiệm, không có ý thức gì trơn á. Để làm đồ ăn nè. Trời ơi, đàn bà ăn gái gì đã hôi nách, đã ở dơ rồi mà còn làm biếng nữa. Không nóng à. Ok. Vừa go. Ủa ăn gì kỳ vậy? Cái nước này nước lẩu cá, còn này bò, ăn bò viên với thịt bò hả? Giờ phở đâu có bánh đâu. Đây nè. Trời ức ơi. Oh my god không? Đây nè. Đâu? Cái này cũng y chang mà má. Bún ở đâu mẹ? Đồ ăn dư đem về mà còn có bún mẹ. Dễ lấy đâu, đồ bỏ vô nha, bỏ vô đây nha. Ok là ok không? Sorry. I am sorry. Hát đàn vào. I am sorry. 2, 3. I am sorry. Trời ơi, Jennifer ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. AG fan. Là 8.400 đó. Dạ, bây giờ là good morning cả nhà nha. Bây giờ Jennifer nấu cho Jessica ăn nè. Nè, phở mà ăn dư á. Hôm qua chúng tôi có đi ăn nhà Hàn, đi với chủ. Chủ là Hồng Đào. Rồi khi mà ăn xong thì còn dư đồ ăn rất là nhiều. Cho nên chúng tôi có đùm đem về. Thì mọi người có nhìn với ánh mắt gọi là không hay cho lắm. Nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định đem về. Rồi thế là ngày hôm nay chúng tôi có một buổi ăn sáng thật là thịnh soạn. Biết làm sao không? Mình qua đây mình phải tiết kiệm. Đúng rồi. Chứ, nhiều đúng, khi người ta dắt mình đi ăn, người ta mình đứng ngại dĩ chơi á. Mắc cỡ không đem về bỏ uổng mang tội. Đúng rồi, tự nhiên cái mắc cỡ. Đúng rồi. Mình phải sống theo kiểu Mỹ. Đúng rồi. Chứ mình mà ăn phung phí quá thì mình không có tiền đem về Việt Nam. Không, mình ăn phung phí và chết xuống âm phủ bị cắt lưỡi và anh rồi. Ừ. Mày nói đớt mới bị cắt lưỡi đó. Mày đó, mày nói mày đó. Ôi trời ơi, mới có mấy ngày mà đớt quá. Đúng. Rồi hai đứa đớt rồi, người ta có hiểu không? Đúng rồi, người ta phải hiểu chứ.
Thank you. Wow, one, two, three, four, five, ten fan Việt Nam. Yeah, nè mọi người thấy không? À, buổi sáng là trước khi đi làm là phải nấu cho Jessica ăn. Đúng, chị em đi bắt nước đầy. Đó. Thấy chưa, bò đó mà mình bên đồ bên đây để tươi nè, ăn gẹ. Cái này là phải mày phải lột lại con ơi. Con hầm lửa ơi, mày muốn chơi nhau à? Nước nó tràn ra. Trời ơi. Là thật sự là có phải là phụ nữ hay không? Từ từ đi. Biết sao không? Tại vì Jennifer sợ là Jessica đói quá đó. À. Cho nên là lên gấp nè. Sao nhìn nó thấy gớm vậy? Phở được mà. Hầm, nó phải mềm. Đang sôi. Oh my god. Đây, dứt ra nè, nước đang sôi, ok. Ý, máu không? Không phải bò này tốt lắm. Không máu, virus đập bụng, bị sán nữa. Không. Phải chính linh, 3-4 ngày rồi. Khoan, đổ nước này nha. Ok, đổ nước đó đi, bây giờ chắc phải nấu thêm cái gì nó bự bự thôi. Hồi nãy đi thấy cái nồi có trụng có rửa cái nồi không vậy? Có rửa cái nồi. Trời ơi, rửa không rửa là vậy, không vệ sinh lỏng đường đâu nha. Ôi my god, Jennifer vệ sinh quá. Nè bây giờ bánh được rồi nè ha. Nè bánh được chưa? Ăn hết ít thôi để lát nữa tới chỗ làm còn ăn nữa. Được không? Chưa thấy nó nóng vậy. Chưa, từ từ bình tĩnh. Trời ơi, thì có không có con bạn nào mà nó như vậy hết trơn á. Trời đất ơi, không kịp mà mắc cấp nữa. Không kịp gì? Không kịp mắc cấp. Ủa, cái trên mày đậm lè như vậy mà chưa mắc cấp. Đèn ở đây nó tối âm u. Đèn ở đây nó không có sáng. Cho nên là đánh nhiều khi má hồng nó không đều đúng không? Trời ơi, cái mạch như Kuma Thông vậy mà chưa mắc cấp. Đâu có bị cái bạn thì. Trời ơi, biết rồi thiệt á. Nó nói Kuma Thông luôn rồi. Ghê lắm nha, không được nha, không phải được cái con Kuma Thông đó nha. Nè, được chưa? Ok chưa? Ăn ít thôi. Bỏ bò một viên ra đi. Không, để chị ấy lại. Để Jennifer làm cho Jessica cứ yên tâm. Không đau bụng nha. Không, nè. Ồ. Mắc quay. Ok. Nó phải tình tự. Good, tình tự à? Tình tự, tại vì ở trình nước ngoài. Trình tự. Ở nước ngoài mà mình phải làm qua từng giai đoạn, thấy không? Ngăn nắp. Nè, bây giờ nè. Ngăn nắp chưa? Ok. Bắn nè. Wow. Cái này nói tiếp bằng giọng của mình được mà. Nè, thấy chưa? Không nói bằng giọng của mình, hãy nóng đi là nó tự nóng. Hai nóng rồi. Bây giờ tôi lấy rau nha. Lấy rau. Nhà của mình, ở rồi con đi xem rồi. À, hôm qua tôi cho nó uống thuốc ngủ, nó ngủ rồi. Trời ơi. Sao vậy nó ngủ được hả? Con nó ấy quá. Ủa, mới vui vẻ hôm qua mà nay có chuyện nữa hả? Ừ, con đó không hòa đồng. Làm như nó không hòa đồng đúng. Nó không hòa đồng mà nó ăn cắp nữa. Cẩn thận đồ đạc nó ăn cắp đó. Ăn cắp không? Ăn cắp nhiều. Rồi sợ mấy đứa ăn cắp giặt đó. Ngộ quá. Mỗi người có cái tấm ha. Trời ơi, ngộ ghê á. Lạ lùng, ăn cắp gì mà ăn cắp sợ dế sợ. Nè, tôi chuẩn bị rau cho Jessica nè. Ok. Bây giờ nè, đợi còn có mười mấy giây nữa là xong rồi. Okay. Buổi sáng mọi người thấy không, một cái người chị mà phải đảm đang lo cho người em như vậy mà nhiều khi nó còn chửi tôi, nó nói xấu tôi nữa đó. Tao hết đớt rồi, mệt quá. Đớt rất mệt nha. Live stream mà đớt cho chết thì chi vậy. Clip đồ còn ráng đớt đồ từ 8 phút. Ngu. Nó cấp cứu doctor. No doctor. Doctor. Be help me. Đó. Ok. Ăn đi. Vui ăn không? Ăn trước đi. Vui ăn trước đi. Be again là miếng sao? Why? What? Why? 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 Không, tại sao? Tại sao mà tưởng quay là thì giá quay. Giá mà là quay. Giá mà. Sao đang quét hoài mẹ, clip nào cũng đi toilet chứ. Là bị cái gì? Là bị viêm đường tiểu hay cái gì mà sao clip nào cũng đi vậy? Uh,
Good morning, good morning, good morning cả nhà. Good morning. Phở, phở. One more, please. One more, please. Jessica. Bỏ đi. Sao mà quay cái chữ ở nhà anh đang đó kỳ cục quá trời. Bỏ đi. Thôi. Yeah, I very like. Garlic, yes. Morning, wake up, eat beautiful. Bốn dĩa salad bằng một khúc bánh mì. Wow. Okay. Trời đất ơi. Đó mọi người thấy không? Đi là có Jennifer là sáng này không đói. Tại vì hay đùm đề đề đem về. Sáng là Jennifer phải dậy lo đồ ăn đồ cho các em trong nhà rồi mới đi làm. Quá trời thương quá. Cũng vẫn người chị mà. Nói tiếng Anh kìa. Dạ. Dạ thôi đừng lấy cơm chị Liên ơi, đủ rồi. Nhiều quá ở nhà nhiều quá. Không. Không. Dạ. Like. Đó, mình vừa tiết kiệm mà đồ ăn rất là ngon. Ừ. Hiểu không? Con Michelle nó mặc cái khinh chị đó. Có không? Nó giật mình liền vừa nói Michelle cái mặt nó giật. Con Michelle này á sao mà hay ra vẻ quá. Sao hay tỏ vẻ thượng lưu quá. Từ từ. Từ cái chỗ này nó cứu Michelle. Giải cứu Michelle. Bây giờ trên mạng có một cái hội giải cứu Michelle. Ủa cái này nó nhấn được sao ta? Ali ơi, cái này nó nhấn Michelle. Oh, okay. Thank you so much. Thank you. Rồi Michelle sẵn sàng nhận đấy. Rồi ok. Good. Anh chưa là gì? Vỏ đâu, cái vỏ đâu? Anh Lâm. Cái vỏ đâu? Làm gì? Cắt đi. Bỏ vô ăn vỏ hả? Ăn chưa là dinner. Ăn chưa là dinner. Nó cho bậy bạ. Ăn chưa là... Nhớ kịp. Gì? Anh Lâm. Anh Lâm. Go. Ủa sao anh cắt vậy? Trời ơi. Tôi bị liệu mấy má ơi. Trời ơi, nói gì làm nó. Em ơi, kia bộ lít thì bán gì chứ. No, I see you. He do you. Yeah. And you do you the best. Yeah. You talk me. No. I see you. Để. You muốn làm đó. Sorry fan. Yeah. Fan là fan ở đây nè. Fan ở đây nè. Yeah. Sorry fan. I am scared. Sao đem này về chứ? Nữa ăn cắp nữa. Rồi nó đưa nữa. Nó đưa. Nó bớt đưa lại đi. Mà cái này được nè. Này được không? Cái này được nha. Đó, trời, nè, cái này rồi. Được, này in được nè. Cái này nè, này no. Dạ no. lỡ rồi. Để làm gì? Nó cũng lo cho đàn em thôi, lỡ đói thì có đàn em có ăn không? Đúng rồi, vui vẻ. Gần túi. Trời ơi. Trời ơi, cái nó bên gì à? Ta biết cái tính đó. Lot people, beautiful. Trả cái lon. Biết mà bô lít kêu. quá trời nhiều. Jennifer nhìn quá nhiều. Trời ơi, đỡ đói đó. Ê hề. Không có sợ đói nha. Quá ngon rồi. Anh là chuyên gia liệu hay là anh làm tổng này tổng hợp bác sĩ săn xeo. Anh có làm ở thẩm mỹ không? Bữa nay em sửa mũi lại, qua đây em sửa mũi lại nha. Anh là người đầu tiên lấy cái tên là xem xeo. Dạ. Yeah. Những mấy cái chỗ mà không có xeo xeo là anh là... Cái gì vậy? Bơ. Sao? Chưa đủ mập sao? Hay em béo phì. Béo phì. Không nổi. Chúng tôi được chủ trả dẫn đi ăn nữa. Ngon lắm. Trưa nay là ăn buổi trưa lunch. Ăn buổi lunch nha. Học lunch rồi. Lên. Ê, Michelle nó biết tiếng Anh nhiều. Kêu nó dạy, mở lớp dạy cho mấy chị em mình đi. Tối nay đi. Okay. Mua cái bảng, mua đồ viết lông, đồ dạy luôn. Ok. Tập nhang, đứa cũng tập. Hả?
về nhà chơi. Chị có muốn chơi tụi em không? Muốn rồi xong, chịu lại vô đây kim. Chị phải bắt buộc, chị chơi tụi tôi là chị phải social. Còn mấy chị đừng chơi tụi tôi. Ăn hoài nhà. Mình đang ở nhà người ta mà sao kéo sát hành hạ. Ok. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ đi nha, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye mọi người. Trời ơi, sao mà giàu có quá vậy, làm nail mà mua một chai nước hoa 20 mấy triệu. Ông mày lấy cái very dai. Very dai. Very good. Tan quá. Sao ta nè? Jessica mẹ. Nên. Nên. Mẹ. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái tax refund được 76 đồng đó. Rất nhiều ở đâu? 76 đồng rồi đó. Bây giờ ra con sẽ hỏi cho mẹ rồi mình đi thôi. Đây cái chai dầu thơm nó trị giá là 1.925. Trời ơi. 925 đô. Rồi vũ nail bao nhiêu lâu mới được cái này? Dạ, 1.000 thì vũ nail chứ cũng lẻ. Nói chung là vũ này chắc rút móng là ăn cắp vàng của người ta. Trời ơi, cái sang quá. Cái này thật ra là xịt xong rồi mẹ bỏ vô trong tủ là lâu, rất là trời ơi, thiệt luôn đó. Sao mày ăn xài quá, mới qua đây mà ăn xài quá. Trời ơi, vì mình đánh ráng làm thì có tiền thì để mình xài, có chị có em chứ người ta. Trời ơi, vậy tối tôi qua nha. Tối qua. Xịt ké. Xịt đi, chị cho em xịt thoải mái luôn. Xịt phòng được không? Không, no, 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 no. Hào. Trời ơi, biết sao không? Quá trời. Cái mẹ. Mà ai xúi cái này, ai xúi mua cái này? Không, ngày xưa đã xài rồi. Mà ngày xưa ai giới thiệu? Ngày xưa của máy check up gì đó. À, check up. Check up giới thiệu. À, check up giới thiệu. Check up giới thiệu xong rồi bị ghiền. À, thôi chơi check up là tốn tiền lắm. Đúng rồi, từ ngày chơi check up là toàn đồ hiệu không. Quá trời. Không, nhưng mà đẳng cấp. Đẳng cấp. Nhìn ok. Nè, một lát nữa em cứ hôn cái cổ chị từ đây tới 3 tháng sau. Hôn quá, mùi quyến rũ. Mùi quyến rũ lắm. Nhỏ người Lào có tiền không mà sao mà mặt buồn vậy? Không có tiền. Trời đất ơi. Để từ từ nó làm. Nó làm. Tại vì nó chưa có cơ hội. Trời ơi. Bà đó bà lấy chủ được. Thì bà kêu mua chai dầu thơm. Mua chai dầu thơm xài đi. Ok. Ôi ôi. Ôi cái mùi này nó ghê lắm. Ôi nó làm cho mình thật sự nó không quên được. Ờ. Ghê lắm. Cái mùi dầu thơm nè. Nó quyến rũ. Nói chung thì là có là có tiền còn là mình lên đấy. Mình mới qua được qua tiếp 1.000 đô mà. Qua đi làm chứ không phải đi khắp, nhưng mà 1.000 đô. Tiếp gì 1.000 đô, nhảm nhí. Nhảm nhí dễ sợ. Không nha, đừng có vậy. Mình làm theo mình gói kém thì mình mua, mình xài. Mình có tiền mình mua, mình xài mồ hôi nước mắt của mình. Đúng rồi. Ở dưới kia, cái gì là lạ với ta? Cái kia là cái gì vậy? Wow, ta trượt ba tin, trượt ba băng. Chúng tôi đang đi gọi là đi mua sắm nha. Đi mò. Đi xe nè, có ai lên được xe không? Đi xe. Đâu à ha. Lạ ghê mọi người. Này trượt băng nghệ thuật á, này dưới quê mình kêu đi patin á. Trời. Ê, cái cây này, cái cây sắt ở dưới cái bánh nè. Cái cây sắt hơi khó đi đó. Đi. À. Dối tay cái là xui á, định té xuống á. Lu có con kìa. Đây cho thử miếng cây. Rồi thơm quá. Thơm lắm. Mấy ngày luôn hả? Mấy hôm dữ lắm luôn em nè, bận bộ đồ đó mẹ em treo trong tủ á. À. Mấy tháng sau vẫn còn thơm. Quá trời. Ủa? Nè. Chắc khớp dạy tôi chơi cái mùi này nè. Thơm quá. Si hỏi là ai cho em biết mùi này. Chắc khớp. Chắc khớp. Trời ơi. The first me giới thiệu Jennifer. Everybody. Yeah. Every hỏi. Sang. Mà cũng miệng này ra hết. Ai hỏi gì cái. Email. Hay. Nó là đồ đời từ do check up chỉ hết. Đồ hiệu là check up dạy tôi đó. Quá tôi trời. Đậm đó. Ê hề. Quá đẹp. Ủa, cái này mang cụ rồi.
chỗ này cái hiếu thứ hai hay mặc LV lắm. Có không? Hiếu thứ hai mặc LV không? Đẹp quá. Đó Michelle cũng là LV nè. Là Lý Tư Bịch à? Lý Tư Bịch à? Lý Tư Bịch tối là chạy chạy bộ đồ. Trời ơi đẹp quá ha. Hư giày hư đồ. Hư đồ hết. Quá đẹp. Jessica mua đôi đi. Ngồi Jessica không có tiền. Không có tiền hả? Jessica cuộc sống vợ con bên này lắm. Wow trời ơi đôi đẹp quá. Quá hợp. Mọi người ơi, Jennifer không còn ở đây nữa. Bị nó xấu quá, bây giờ bị điều đi chỗ khác rồi hả? Ừ, tôi đi trước nha. Trời ơi, nó xấu bà chủ quá, bây giờ điều chỗ khác rồi. Không bây giờ biết bà... hay nhiều chuyện. Đâm tọt, cộng đồng mạng chúng ai hết trơn á. Giờ làm là hai đứa. Ừ, giờ tách ra rồi. Dạ. Đi kìa, xe tới đón rồi kìa. Tôi đi nha. Ok, giữ sức khỏe nha. Jessica ở lại nha, mạnh khỏe nha. Không? Sao mà ai đâm tọt hai đứa mình vậy? Tôi cũng không biết. Dạ. Okay. Quá trời. Cô chủ về Việt Nam làm chân gà cho cô chủ. Với lại tôi sẽ phục vụ cô chủ tối đa. Cảm ơn tôi chân thành biết ơn cô chủ rất nhiều. Mặc dù cô chủ đuổi tôi nhưng tôi không hận cô chủ. Không nè, cô chủ này ok. Cô chủ Hàn Quốc. Dạ. Có kiện không? Kiện thì để suy nghĩ lại. Cô chủ Hàn Quốc chơi đó. Dạ, cô chủ Hàn Quốc ơi, tôi về trước, tôi nha. Dạ. Nữa. Dạ, còn chơi với dạ, để em làm chị ơi, dạ, để em làm xong em ra bắt sóc với chị chơi. Dạ, còn nhỏ bạn nó ở lại nữa. Dạ. Nên là có gì nhỏ cho đối xử tốt với nó chút xíu, nó bớt nó xấu lại. Nó cũng bắt sóc nhiều quá. Dạ. Có ngày mai cũng sắp tuổi lâm luôn rồi. Dạ, dạ, đuổi Jessica. Jessica. Jessica luôn. Tinh toàn xin mời hành khách Jessica. Xin mời hành khách Jessica bước ra xe gấp. Và ly đâu? Jennifer. Jennifer. Ngâm ngùi nhìn nhau. Lê này sao? Nói không ra lời. Từ đây xa cách đôi đường ta đi cách xa. Tôi nhớ Jessica về Jennifer đi ra đi. Thôi đồ trong cớp hả? Đồ đâu rồi? Vali đây chưa? Có vali chưa? Trời ơi. Michelle ơi, đem vali lên chưa? Rồi, xong rồi. Ok, bye bye. Bye bye nha. Bye bye, nhớ mở cửa ra chờ tôi nha. Sẽ chạy theo nha. Mở cửa mình, ok ok. Go go go. Trời ơi, nói xấu làm chi? Tôi nói rồi, Jessica cứ vậy. Tôi nói xấu. Bây giờ tôi là người bị đuổi, chứ Jessica chưa có bị Jennifer. Đuổi. Jennifer. Đi đi. Yeah. Okay, đi đi. Jennifer. Tạm biệt. Trời cao xanh sao đánh chia lìa đôi ta. Jessica ơi, Jennifer về Cali. Tạm biệt. Go. Let's go. Go. You soon. Jennifer. 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 Jennifer! 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 Jennifer đi rồi mọi người à. Jennifer bị chủ đuổi rồi. Hai đứa túm tụm lại nói xấu. Xong rồi bây giờ Jennifer với qua Cali làm rồi. Còn Jessica sẽ làm bên đây. Tách ra. Không có đi làm chung nữa. Ừ.
Ây da. Không khí ở đây rất là ok đó mọi người. Đó, thấy không? Nhà rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, rất là ok luôn. Đẹp ha. Jennifer nói là mệt quá. Rồi chạy cũng tuột đường vậy đó. Điện cho Jennifer. Điện cho Jennifer. Nếu biết chưa tôi thả không sao. Jennifer! Jessica! Đi sale với lại Tiffany phải đi rồi. Cá lộn Jennifer! Rồi chừng nào về? Rồi chừng nào mình mới gặp nhau đây? Chủ là nói sao? Bottom, you talk bây giờ bottom. See you soon, Jennifer nha. You talk, nói chuyện với lại chủ á, để cho you gặp me nha. Nó là qua bên đó làm việc cho nhà của Minh Tuyết đó, ráng làm. Vậy hả, chị bây giờ chủ đều tôi đi về nhà Minh Tuyết đúng không? Đúng rồi, qua nhà Minh Tuyết. Rồi tôi chị là... Đi về nhà Minh Tuyết trước kìa. Đúng rồi, rồi sau này Jessica sẽ cố gắng làm việc, sẽ là lân la qua nhà của Hà Phương. Hà Phương nữa hả? Đúng rồi, đó, xong rồi... Gì, đưa đi hoài vậy? Xong rồi Michelle sẽ ráng làm việc ở nhà Cẩm Ly. Dạ. Ba chị em chúng ta... Đi, làm sẽ làm việc ở nhà Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết. Dạ, chờ ba chị em luôn đó. Trời ơi, tới đâu rồi? Tới Nguyễn Di trên Phú Hữu chưa? Hả? Tới đường Phan Đăng Lưu chưa? Phan Đăng Lưu là ở Việt Nam. Ủa vậy hả? Jessica lộn rồi. Cái này quẹo ra là Tây Ninh Trảng Bàng nè. Tại thấy cột điện quá trời. Quá trời, sao mà ai đâm thọt vậy ta? Chắc cộng đồng mạng đâm thọt rồi. Đó, cộng đồng mạng đâm thọt cho nên là chủ điều tôi đi về nhà Minh Tuyết. Đó, nói xấu đi, tụi tôi nói xấu. Mới nói xấu là bây giờ là tai họa tới rồi. Đó, bởi vậy rồi, hại tụi tôi không à, rồi, tụi tôi. Rồi ăn uống gì chưa? Tôi đi ăn rồi, tôi đi ăn lunch rồi, ăn lunch rồi. Ăn lunch là ăn gì? Ăn lunch đó là ăn buổi trưa đó. À, lunch, à. Dạ. Ok. Ok, Michelle, ok, Michelle chăm sóc Jennifer nha. Dạ. Ok. Bây giờ tới Cali là hai má con chia nhau ra ba hai nơi. Ok, goodbye. See you, goodbye, see you. Okay, Jessica, love you, bye. Mình ở sau đôi ta lại chẳng kết thúc. Mình mọi người kể từ nay sẽ không còn clip nào với Jennifer nữa, chỉ còn Jessica ở đây mà thôi. Bye bye mọi người.